Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với channel mình là Nick Nạp 1 tỷ và tựa game mình đang chơi là tựa game Ngọc Rồng Online. Anh em nhớ đăng ký like giúp mình để video mình lên xu hướng nha. Ok, thì ở video trước thì mình có đăng một video về Dương 12 có khó không, thì có một bạn bạn comment là nếu đầu tư 10 đến 12 triệu thì thà mua ác mua đồ ở NZO chính cũng bá bá lắm rồi. Đấy, thì bạn này ý bạn ấy đang bảo là nếu mà bỏ 10 triệu đến 20 triệu ra để mà đầu tư chơi game ấy thì tội gì phải sang nậu. Ở server chính anh em bỏ 10 đến 20 triệu ra cũng mua được cái nick rất là VIP rồi. Mà sao mà ví dụ như ở game Ngọc Rồng Nậu nhá, mình chắc chắn với anh em tất cả những game Ngọc Rồng Nậu ấy nó nạm phát rất là nhanh, mà tất cả game Ngọc Rồng Nậu ấy vòng đời của nó chỉ dưới 3 tháng, trung bình là dưới 3 tháng. Còn tất nhiên là sẽ có những cái con game mà vòng đời nó xa hơn, ví dụ như Blue chẳng hạn hay gì đó. Nhưng mà thông thường tất cả nậu từ trước đến nay mình biết rất nhiều game nậu nhá. Trước đó thì mình chơi rất nhiều năm trước thì mình chơi game Thiên Long Bát Bộ, và vì sao Thiên Long Bát Bộ cũng có nậu, MU cũng có nậu, đột kích thực ra nó cũng có nậu, rồi game Team Mobi thì gọi là siêu nậu luôn. Team Mobi thì từ game Avatar này, Azermi này, Ninja này, Ngọc Rồng này, Khí Phách Anh Hùng này, rồi game Hải Tặc này, game gì cũng có nậu, bất cứ một cái game gì của Team Mobi đều có nậu. Tuy không chơi nhưng mà chứng kiến những cái game đó, những game nậu đó, thì mình phát hiện ra một điều rằng tất cả những cái game nậu nhá, tất cả bất cứ của nhà phát hành nào, bất cứ của ai, nó vòng đời nó chỉ dưới 3 tháng thôi anh em ạ, nó chỉ dưới 3 tháng thôi, bởi vì nạp phát rất là nhanh luôn. Nếu mà anh em mà bỏ tiền ra như thông thường game đậu để mà nạp ấy thì anh em chỉ cần bỏ ra tầm độ khoảng 100.000 là cũng rất là VIP rồi, 100.000 là cũng rất là ngon rồi. Còn anh em chơi chính thì 100.000 thì nó chả làm được cái gì cả. Ví dụ như trước đây mình chơi Thiên Long nhá, nếu mà anh em làm 100.000 vào chả mua được cái gì cả, đôi khi mua chưa đủ mua một viên ngọc mà ổn ổn một tí, chưa đủ mua một viên ngọc luôn để mà ép vào. Mà đấy, giống anh em hiểu nôm na là chưa đủ mua một cái sao phan ấy, đấy tương tự như thế, thì chưa đủ mua một viên ngọc để mà ép vào. Thế nhưng mà sang game đậu nha thì 100.000 mua được, thậm chí là 100.000 full set luôn, rất là VIP luôn. Nhưng mà chính vì thế nên là nạm phát rất nhanh, nạm phát cực kỳ nhanh luôn, mà chơi nó chán vô cùng luôn, chẳng có cái gì thú vị cả, chán vô cùng. Thế nên là anh em mà chơi được nậu mà thời gian nhiều như thế thì mình cũng chịu luôn, mình không không hiểu luôn. Hết lần này từ Blue này rồi đến rất là nhiều game nậu sập sập phải sập 4 năm game nậu rồi, thế mà anh em vẫn nạp game nậu thì mình cũng chịu. Ừ, thì ví dụ như anh em chơi, anh em giải trí đi, anh em trải nghiệm đi, thì anh em chơi, anh em thử trải nghiệm thử rồi thôi, thế là thôi, anh em không nạp đồng nào cả, chỉ chơi trải nghiệm thôi. Ừ, thì thế thì ok, thế thì hợp lý. Nhưng mà anh em chơi, anh em lại còn mới đầu chơi thì bản chất mới đầu thì không muốn nạp tiền mà nghĩ là nậu nạp tiền gì, nhưng mà dần dần chơi ở nạp thôi, nạp 20.000 vào để mở khóa cái này, rồi về sau lại bảo thôi bây giờ mình vip này rồi mình đập đồ này lên để mà vip thêm, thế là nạp thêm khoảng 20.000 đến 50.000 nữa, dần 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 nó lên hàng trăm nghìn, vài trăm nghìn. Thì thực ra nếu mà như thế thì rất là phí. Mà anh em chơi Ngọc Rồng chính, anh em mua một cái nick ví dụ đi trên shop nick là một tỷ.com của mình, anh em mua một nick 200.000 đi, anh em chơi trái anh em bán lại hoàn 90%, quá ngon. Thế nên là anh em tội gì anh em phải sang nậu làm gì đấy. Còn bây giờ bản thân mình ấy, bản thân mình thì công việc chính của mình bây giờ là kinh doanh game, kinh doanh, nói chung kinh doanh game rồi đổi tiền rồi các kiểu trên, nói chung là làm MMO kinh doanh game rồi các kiểu về game rồi về ví điện tử mạng xã hội các kiểu thì công việc chính là như thế. Ngoài ra thì mình còn đi làm thuê nữa, ngoài ra nữa thì mình cũng gọi là làm một nhà đầu tư chứng khoán và gửi tiền ngân hàng, và sắp tới thì sẽ là mua đất và bất động sản. Thì bản thân mình bây giờ nếu mà bây giờ ví dụ có dịch bệnh chẳng hạn, cái công việc của mình nó bị cái vùng đó bị phong tỏa chẳng hạn, mình không đi làm được, mình vẫn kinh doanh game, vẫn có tiền kinh doanh game mà vẫn có tiền từ việc đầu tư. Mà bây giờ ví dụ như cái vấn đề game nó có nhiều nợ quá, nó không kiếm được nhiều tiền như ngày xưa, thì mình vẫn đi làm thuê mà mình vẫn có cái các khoản từ việc đầu tư mà. Thế nên là bây giờ kinh doanh game đối với mình nó cũng chỉ là giống như kiểu là giải trí thôi anh em ạ. Thứ nhất là nó đam mê thì mình công nhận là nó cũng phải có đam mê, nhưng đam mê nó cũng chỉ chiếm gọi là khoảng 30% thôi, tóm lại là nó phải có đam mê, mình cũng công nhận. Nhưng mà cái chủ yếu là nó vẫn phải kiếm được ra tiền, đấy là cái chủ yếu, đấy là cái quan trọng nhất, vẫn phải kiếm được ra tiền. Còn anh em mà nào mà kinh doanh game đậu ấy, nó cũng kiếm được ra tiền đấy, nhưng mà nó chỉ gọi là 1-2 tháng, mà anh em mà làm là nó đóng cửa vài 3 tháng, đóng cửa gọi cho 3 tháng, trung bình thì 3 tháng đóng cửa. Thế thì chơi làm gì, 3 tháng đóng cửa rồi thì ví dụ như anh em có 1 triệu đi, anh em kinh doanh lên được 3 triệu, 3 triệu rồi anh em đến tháng thứ 3 nó ra x4 nạp. Ui ôi, sướng quá ra x4 nạp. Thế nạp vào cái đùng cái đóng cửa. Đấy, mình ví dụ thế thôi, đùng cái đóng cửa. Game nậu nó là thế đấy anh em ạ. Còn game chính thì nó không ngu gì để mà theo kiểu là làm nạm phát game, bởi vì nó làm ăn lâu dài cơ mà, giấy tờ đàng hoàng.
công ty đàng hoàng, tất cả mọi thứ đàng hoàng, cũng kinh doanh một game nó kinh doanh hàng hàng chục năm, hàng vài chục năm đấy, nó giấy tờ đàng hoàng, bản quyền đàng hoàng, tất cả mọi thứ đàng hoàng. Có cái là bây giờ nậu ra nhiều quá rồi, bây giờ không thể nào mà nó bảo là phải diệt cái nậu này, phải diệt cái nậu kia, bởi vì quá nhiều nậu rồi, không thể nào mà hiện theo kiểu đó được đấy. Vậy nên là anh em phải hiểu là cái kinh doanh game, cái buôn bán game, anh bỏ tiền vào kinh doanh game, buôn bán game thì phải chọn những cái game mà nào mà uy tín. Thứ nhất là nó duy trì được rất là lâu. Ví dụ như là game bây giờ nhé, bây giờ ví dụ bây giờ thì Ngọc Rồng mà anh em mày nhảy vào thì khó, bởi vì mình đã có giờ tệp khách hàng từ trước rồi, nền tảng từ trước rồi, nên là nó cứ tiếp tục thôi. Và bây giờ anh em bắt đầu thì khó. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh em bắt đầu ấy thì mình nghĩ là giống như kiểu game Free Fire để mấy game Liên Quân là hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì nó là nhà phát hành uy tín. Thứ nhất thế, thứ hai là nó còn sống, nó rất mạnh và nó còn sống được rất nhiều năm nữa. Rất nhiều năm nữa, chứ bây giờ ví dụ như có một cái game mới mở ra rồi anh em nhảy vào anh em làm ăn thế được 1 2 năm, 1 năm thì nó sập, thế thì cũng không chẳng bỏ, ít nhất anh em phải ít nhất nhá, làm ăn kinh doanh ít nhất nhá phải 3 năm mới hồi vốn. Nếu mà anh em mà theo kiểu là làm lớn ấy, làm lớn mà không phải đi làm thuê chỗ khác ấy, mà mình kinh doanh không cần đi làm thuê chỗ khác, cái số tiền mình nhận được từ cái việc kinh doanh nó đủ để mà trang trải cuộc sống và không cần phải đi làm thuê chỗ khác, thì ít nhất 3 năm bỏ, ít nhất 3 năm hồi vốn, bỏ được khoảng 500 triệu ra, 200 triệu thôi, bỏ 200-300 triệu ra để kinh doanh nhé. Ít nhất phải 3 đến 5 năm sau thì mới hồi được lại số vốn đó, tức là bắt đầu từ lúc đó thì mới gọi là nếu mà có mất trắng thì coi như là không mất gì thôi, mất công thôi, coi như mất cái công thôi. Thế nên làm ăn nó rất là rủi ro, kể cả là 3 năm chẳng cần 3 tháng, còn kia là anh em theo kiểu làm phụ thôi, anh em vẫn đi làm những công việc khác rồi kinh doanh thêm, kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Đấy là không tính cái công của mình, gọi là lấy công làm lãi, không tính cái công của mình, tính em cảm giác nó lãi thôi, chứ thực tế ra nếu mà tính cả cái công mình vào nữa thì thực ra nó còn lỗ ấy. Bởi vì là cái thời gian anh em ở nhà anh em buôn bán, nếu anh em không buôn bán, anh em ví dụ ở những cái khu vực mà Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, em đi bưng bê làm thuê làm mướn các thứ vẫn có thể kiếm được 1 20 nghìn một tiếng mà, đúng không, 15 20 nghìn một tiếng, thậm chí 30 nghìn một tiếng luôn, nếu mà bạn nào tiếng Anh tiếng biết 30 nghìn một tiếng để đi làm thêm nhé, làm thêm đấy. Thế nên là anh em phải tính ra cái chi phí đó. Còn anh em nào vẫn là học sinh thì đương nhiên là không thể tính như thế được, được đồng nào hay đồng đấy, đấy là ngon rồi. Thì mình cũng khuyến khích là anh em là tốt nhất là cứ gọi là bươn trải đời trước đi, để sau này có ra ngoài cuộc sống ấy thì nó đỡ bỡ ngỡ đấy. Sau này mà có thằng nào nó nhắn tin cho nó bảo là mình với bạn tự nhiên có một đứa con gái nó nhắn tin là mượn nick hay mượn tiền, hay là mượn thẻ cào, hay là xin thẻ cào hay xin tiền các thứ, thì anh biết ngay nó là cú có gai rồi. Chứ đến lúc mấy ông này ân hàn tự nhiên có đứa con gái hình ảnh đẹp các thứ rồi nó côn video luôn, rồi nó có đi deepfake mà côn video luôn, thế là tưởng là ui rồi sướng quá, bây giờ mình ế bao nhiêu năm rồi tự nhiên có đứa con gái xinh đẹp này nó lại còn côn video mình, nó lại còn thế này kia, sướng thế sướng thế. Nhưng thực ra là nếu mà những anh em mà chơi game ấy, mà làm ăn trên mạng xã hội ấy, nói chung là đại loại như thế, thì nói thật là trò này không khác gì một trò con bò cả, không khác gì trò trẻ con cả, nhìn phát biết ngay. Thế nên là anh em kinh doanh game, chơi game hoặc là mua bán nick game từ trước từ sớm thì nó cũng không phải là xấu đâu, nó cũng khôn người lên đấy. Bây giờ xã hội bây giờ nó thay đổi rồi, nó không như ngày xưa nữa, không như ngày xưa thời của mình mà ai mà cầm cái con trai hay con gái mà cầm cái điện thoại mà chơi thì ui giời thật nhá, mình thật nhá, không khác gì nghiện, không khác gì bây giờ anh em nhìn cái thằng nghiện luôn, chết dở luôn. Bố mẹ bắt được con cái trong quán điện tử không khác gì là nhìn thấy con cái nó trích luôn, không khác gì luôn. Thế nên là bây giờ, nhưng mà bây giờ xã hội nó lại thay đổi rồi đấy, sử dụng cái điện thoại hoặc là ra ngoài quán net hoặc là các thứ nó rất là bình thường, chơi điện thoại rất là bình thường, chơi game trên điện thoại tất cả mọi thứ nhìn nó rất là bình thường. Ngày xưa mình cầm cái điện thoại cục gạch thôi, bố mẹ đã cầm cái roi rồi, mà bắt được trong quán điện tử thì ui dồi ôi hôm ấy chả nát đít, nói thế cho nhanh, nát đít chắc chắn luôn. Ok anh em nha, anh em hãy comment bên dưới để những video sau mình sẽ giải đáp cho anh em nha. Video này của mình đến đây thôi nha. Bye bye anh em. Anh em có nhu cầu muốn đi Ngọc Rồng online thì hãy nên shop đi nạp 1 tỷ.com nha. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mục giam giom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi.